Thưa quý vị, Tây Ninh không có biển, không làm ra hạt muối con tôm. Nhưng có một sản phẩm làm cho người đến Tây Ninh nhớ mãi khi đã một lần nếm thử, bởi hương vị đậm đà, dân dã. Sản phẩm này ra đời như một sự tình cờ được chắt chiu từ nỗi gian truân vất vả của người nông dân Tây Ninh. Tây Ninh không có biển, nhưng cái muối tôm Tây Ninh nổi tiếng cả nước. Và cái người mà làm ra muối tôm hiện nay vẫn còn sống và đang tiếp tục sản xuất. Đó là bà Lê Thị Mỹ Vân, sinh năm 1959, ở khu phố Lộc Du, phường Trảng Bàng, thị xã Trảng Bàng. Trong ký ức của bà, ý tưởng làm ra muối ớt tôm đến rất tình cờ. Năm 68, năm kỵ Mỹ càng quét nhiều, tôi được 13 tuổi. Thì niềm ký ức của những năm đó là tôi ở Rống Tượng, Gia Bình đây chứ không xa. Ba tôi là người cách mạng, cho nên là ông nằm hầm thì tôi hay lấy những cái con tép của ông gió được á. Tôi rang rồi cái tôi giả nhuyễn với muối với ớt gửi cho ông ăn ở dưới hầm bí mật. Sau một thời gian quên đi, đến năm 1991, do cuộc sống khó khăn, bà đi buôn bán xa. Để tiết kiệm tiền, bà rang muối đem theo ăn cơm. Rồi tôi đi bán rau củ quả đồ dưới lúc đó cái chợ kêu chợ Bồng Nai. Rồi cái tôi rang muối. Rang muối tôi đem theo tôi ăn ngoài nhà. Rồi mấy cái bà đó cứ lại xin. Cái riết cái tôi nói xin hoài à, mua đi. Cái người ta nói ừ mày làm đi, cứ họ gói vậy đó, 500 đồng á. Cái tôi làm tôi bán gói 500. Cái từ từ tôi thấy được. Cái tôi làm là 10 kg. Tôi xuống dưới chợ đó, cái đồng cái họ lấy họ đi bán cho A cho B. Bắt đầu nó nở ra dần, cái tôi bỏ nghề bán đồ hàng bông. Mà trở lại là tôi bán muối ớt tôm. Là do nó nhân rộng, cứ mỗi ngày họ mua ít á. Rồi từ từ tôi bán được nhiều. Những ngày đầu khởi nghiệp chỉ với cái cối đá, tất cả các khâu đều làm bằng thủ công. Đến năm 2000, bà Vân nghĩ ra cách phải thay thế cối đá bằng máy xay, thay lò sấy bằng củi bằng máy sấy điện để quy trình sản xuất nhanh hơn, tiện hơn. Trước đây là làm thủ công, những cái tạo hạt này là phải dùng cái sàn để ta sàn. Nhưng bây giờ tự tôi suy nghĩ, tôi thiết kế ra cái máy nó thô sơ, nhưng nó giúp cho cái công lao động rất là nhiều. Trong đây nó có 3 chức năng. Cái thứ nhất là hạt to, nó nằm tầm 2 ly rưỡi, 3 ly, 2 ly đổ lên. Cái thứ hai là hạt bé, nó chỉ nằm 1 ly đến ly rưỡi. Cái thứ ba nữa là nó nhuyễn mịn như hột cứt mọt. Đó là cái cách của mình để mình làm một lần mà khi mình ra được 3 cỡ lỗ. Với cái công dụng cũng thô sơ, cũng thủ công, nhưng mà nó không còn cực như trước. Nguyên liệu chính để làm ra sản phẩm muối ớt tôm độc đáo bao gồm 3 thành phần chính: muối hột, ớt và tôm khô. Muối hột phải là loại muối được sơ chế sạch sẽ, tất cả được xay nhuyễn và trộn theo tỷ lệ nhất định. Tùy theo mỗi sản phẩm hay hương vị riêng mà người làm sẽ thêm vào các gia vị khác như là tỏi, sả, bột ngọt để từ đó có những loại sản phẩm khác nhau. Ớt ở vùng Bến Cầu tôi rất là ngon. Chỉ có trái ớt Bến Cầu và trái ớt của xã Lộc Hưng làm ra ớt muối rất là ngon, vị cay nồng, thơm cao. Ớt thì hạt cũng không nhiều mấy đâu, nhưng cái độ hăng của ớt cao lắm. Còn ớt ở vùng miền Tây đều những lúc mà dùng ta không còn đó, ta mua thì nó cũng không ngon bằng. Tuy nhiên ta cũng tính cách nào đó để có sử dụng gần tròn đến vụ. Được chế biến và chọn lọc từ những nguyên liệu ngon nhất, tinh khiết nhất, muối nấu sấy tinh khiết nhất, tôm khô ngon nhất, những quả ớt tươi cay nhất,
kết hợp với công nghệ chế biến bằng một bí quyết riêng đã tạo ra một sản phẩm muối tôm đặc biệt. Năm 93 được hình thành với thương hiệu muối ớt tôm, được đăng ký vào năm 93 và xây dựng thương hiệu Mỹ Vân từ năm 93. Tuy nhiên tôi cũng rất là hãnh diện là một đứa con được sinh đẻ ở Tây Ninh. Và ngày đó, ngày năm 68 cũng những con tép của Tây Ninh cho tôi nhớ lại. Nên bây giờ thì địa phương mình cũng không có được tôm đâu, cũng không có được muối. Thì nhờ tôi cũng sưu tầm để biết muối dùng nào tốt, rồi tôm dùng nào ngon. Tôi mua và về sản xuất muối ớt tôm gắn liền với cuộc sống của tôi đến nay, thương hiệu được 27 năm. Muối ớt tôm mang cả hương vị của ba miền Nam, Trung, Bắc. Vị mặn của muối, ngọt của tôm, vị cay nồng của ớt hòa quyện vào nhau. Rất ngon khi ăn với các loại trái cây hay dùng làm gia vị để ướp nướng, kho thịt gà, thịt bò, cá. Muối ớt tôm Tây Ninh còn được sử dụng làm bánh tráng trộn. Một món ăn được nhiều bạn trẻ ưa thích và gần như cũng trở thành đặc sản của Tây Ninh. Tên tôi là Lê Thị Mỹ Vân. Người ta hỏi bây giờ đặt tên thương hiệu là gì? Tôi nói Mỹ Vân, tôi Mỹ Vân thì người ta đánh Mỹ Vân. Cuối cùng sau này tôi mới đây là cái tên của cái cơ sở gắn liền với tên tôi. Và trong đầu tôi lại có cái là rất yêu xứ Trảng Bàng. Tôi cũng mô tả một cái giống như là một cái gọi là cái địa lý, cái vùng đá, cái bản đồ Trảng Bàng nó na ná của cái vị này giống vậy. Thì tôi đang sống ở đây, tôi sẽ làm dùng nó để tôi tạo một cái logo đưa tên Mỹ Vân đứng đây, chứng tỏ rằng ta chịu trách nhiệm sản phẩm này bằng thương hiệu của ta, mà ăn cảm thấy đáng nhớ, ăn cảm thấy muốn mua nữa. Cùng với trái mãng cầu Bà Đen, muối ớt tôm Mỹ Vân thường được du khách chọn làm quà tặng cho bạn bè, người thân khi từ Tây Ninh trở về. Muối ớt tôm Tây Ninh dân dã bình dị đã thêm vào những bữa ăn của người dân Việt chút mặn mà, vị ngọt quê hương, để rồi đi xa ai cũng nhớ. Quý vị thân mến, chương trình Dấu ấn cuộc đời kỳ này đến đây đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.